Ta cho thần tiên làm dẫn chương trình bất tài Ina cha tam thái tử. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com. Lão tư, còn chuẩn bị trực tiếp đâu? Người cái kia trực tiếp gian đến bây giờ nhất lâu dài nhân số không có vượt qua 10 cái qua, hiện tại kiếm một khối tiền sao? Đối mặt ký túc xá lão đại hảo tâm hỏi thăm, tôn đại sinh 10 phần phiền muộn tôn đại sinh, hoa hạ quốc thanh đại đại nhị học sinh, nam sinh ký túc xá 511 bốn người trong đó lão út, hơn nữa còn là một một học sinh nghèo. Nghèo đến bởi vì đêm thất tịch mua không nổi một cái hàng hiệu túi sách, bị ở chung một năm bạn gái cáo chi hai người không thích hợp mà chia tay, nơi đó không thích hợp. Đương nhiên là tôn đại sinh túi tiền không thích hợp cho nên tôn đại sinh quyết trí tự cường muốn kiếm tiền nhất định phải làm cho muốn để tất cả mọi người minh bạch hắn tôn đại sinh đời này không hội vẫn luôn nghèo xuống dưới muốn nói hiện tại nghề nghiệp gì nhất kiếm tiền nghề nghiệp gì tới tiền nhanh nhất ngoại trừ lưới đỏ tôn đại sinh không nghĩ ra được còn có cái gì cái khác phương pháp dù sao hiện tại trên mạng thổ hào là nhiều nhất, nhìn xem các đại trực tiếp trên bình đài từng cái tiểu nữ sinh dẫn chương trình, hơi mặc ít điểm, biết hát mấy cái tiểu khúc, chơi điểm trò chơi. Hơi chút nũng nịu, lễ vật là xoát xoát dâng đi lên. Nghe nói cái này trực tiếp một năm liền có thể kiếm cái nhỏ hơn mấy trăm vạn. Một triệu cấp bậc này số lượng, tại tôn đại sinh dạng này từ nông thôn bên trong đi ra hài tử, cả một đời đều chưa từng nhìn thấy nhiều tiền như vậy cho nên tôn đại sinh tại mình máy tính cùng điện thoại bên trên download trực tiếp phần mềm về phần trực tiếp cái gì như thế nằm ngang ở tôn đại sinh trước mặt một cái to lớn vấn đề trực tiếp lộ thịt đoán chừng người xem lão gia không có buồn nôn chết mình trước hết bị mình buồn nôn chết hát tiểu khúc cái kia càng thêm không thể nào trời sinh ngũ âm không được đầy đủ tôn đại sinh bị mình ba vị bạn cùng phòng tôn xưng linh hồn ca sĩ điện cạnh chết ca cho nên cái này vậy miễn đi trời game tôn đại sinh lắc đầu liên tục lol từ tiếp xúc đến hiện tại đã hơn một năm tôn đại sinh đẳng cấp còn tại thanh đồng hố bên trong không leo lên được ta cho thần tiên làm dẫn chương trình bất tài y phục dụng tiên đan nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com Thanh đại, nam sinh ký túc xá 511 trên ban công. Tôn đại sinh nhìn điện thoại di động trước mặt kim cầu cầu mở to hai mắt, mình điểm xong rút ra về sau, trước mặt vậy mà chân chính trống rỗng xuất hiện một cái vật thể. Hơn nữa nhìn tình huống, đây chính là trong truyền thuyết tiên đan. Tôn đại sinh thứ hai phản ứng là lập tức đứng lên đến, bốn phía nhìn một chút, là có người hay không đang trêu đùa mình trong túc xá hoàn toàn yên tĩnh bên trong lão đại lão nhị lão tam cùng một chỗ chuyên chú chơi game tôn đại sinh biết ba người này không có cái kia nhàn hạ thoải mái để đó trò chơi không chơi tới nói đùa tự mình mà mình ký túc xá là lầu năm ban công bên ngoài vậy không có khả năng có người vậy cái này nói cái này thật là tiên đan người kia thật là tam thái tử na cha tôn đại sinh cảm thấy mình não mở rộng có chút lớn nhưng là hiện tại tình huống này cũng chỉ có cái này một lời giải thích mà bây giờ duy nhất nghiệm chứng biện pháp liền là nhìn xem cái này kim sắc cầu cầu có phải là thật hay không chính tiên đan tôn đại sinh hóp lưng lại như mèo cẩn thận đào đào trên mặt bàn tiên đan về sau cầm lên đặt ở dưới mũi mặt hít hà về sau liền ngửi thấy một trận kỳ dị hương khí về sau tôn đại sinh liền cảm giác mình thèm ăn nhỏ dãi. Loại này hương khí là hắn chưa từng có ngửi được qua, không giống với hương hoa cũng không phải mùi thịt, không hiểu mùi thơm chui vào tôn đại sinh lỗ mũi. Trên thân mỗi một cái lỗ chân lông đều nở phồng lên. Tôn đại sinh cảm giác được thân thể phi thường buông lòng, cảm giác rất dễ chịu. Cái này thật là tiên đan tôn đại sinh mừng rỡ như điên, hắn đọc thuộc lòng chuyện thần thoại xưa, tự nhiên chỉ tiên đan là cái gì? Tây du ký bên trong, người bình thường ăn tiên đan có thể khởi tử hồi sinh, kéo dài tuổi thọ. Mà tam thái tử đã từng nói đây là một cái luyện thể tiên đan, mặc dù không biết phục dụng về sau hiệu quả thế nào, nhưng là tôn đại sinh biết đối với người bình thường tới nói. Tuyệt đối là một cái không hưởng thụ được kỳ ngộ. Suy nghĩ minh bạch điểm này về sau, Tôn Đại Sinh đưa ánh mắt lần nữa đặt ở tiên đan phía trên, không có bất kỳ cái gì nghi hoặc về sau để vào miệng bên trong. Rất cứng, cùng quả cầu kim loại, Tôn Đại Sinh tranh thủ thời gian cầm lấy chén nước rót hai cái nước, thanh tiên đan ăn như hổ đói đưa vào trong bụng. Về sau Tôn Đại Sinh ngẩn người, tựa hồ cũng không có cảm giác gì, đang tại hiếu kỳ tam thái tử cái này tiên đan có phải hay không thấp kém phẩm thời điểm. Tôn Đại Sinh đột nhiên cảm giác được bụng bên trong đột nhiên xuất hiện một đoàn năng lượng tại dần dần mở rộng. Vừa mới bắt đầu còn là một loại ấm áp cảm giác, nhưng đã đến cuối cùng Tôn Đại Sinh cảm thấy không thích hợp. Cỗ năng lượng này giống như muốn đem bụng hắn cho nứt vỡ. "Mẹ, quên phàm nhân ăn tiên đan khả năng chịu không được cái này tiên đan công hiệu." "Tam thái tử, ngươi cái này là yếu hại chết ta à?" tôn đại sinh mắng một tiếng, bụng đã chướng chịu không được, xuống lần nữa đi cảm giác mình cái bụng đều nhanh muốn nứt vỡ. Tôn đại sinh đi vào ký túc xá, hô một câu đưa ta đi chữa bệnh và chăm sóc thất, về sau liền ngã trên mặt đất. Lão tứ, đại sinh. Trong túc xá ba người còn chưa rõ chuyện gì xảy ra, liền thấy tôn đại sinh bưng bít lấy mình bụng không ngừng quất quất ba người tranh thủ thời gian thả tay xuống bên trên con chuột lão đại lý tường thanh tôn đại sinh một thanh lưng tại trên thân lão nhị lão tam một bên một cái vịn tôn đại sinh nhanh chóng chạy hướng chữa bệnh và chăm sóc thất tôn đại sinh cứ việc cảm thấy bụng quặn đau nhưng là ý thức còn không có mơ hồ mang lên chữa bệnh và chăm sóc thất về sau bị đặt lên giường bác sĩ là một cái lão đầu, đêm hôm khuya khoát lúc đầu đã chuẩn bị đi ngủ, lại bị ba người xông tới đánh gãy đóng cửa động tác. Mang tới mình lão hoa cảnh về sau, lão bác sĩ sờ lên tôn đại sinh bụng, thô sáp, căn bản vốn không sau đó hãm. Chướng tức giận, ăn cái gì quái đồ vật đi, cho ngươi mở điểm tiêu hóa thuốc liền tốt. Lão bác sĩ rất nhanh chẩn đoán được chứng bệnh, cầm bút lên tại lời ghi chép bên trên vung lên hai hộp kiện vị tiêu thực phiến. Tôn Đại Sinh xem xét, trong lòng liền có chút chửi mẹ sông động, đừng nói cho ta tiên đan là có thể dùng kiện vị tiêu thực phiến tiêu hóa. Nhưng là hắn cũng biết cũng không thể nói mình ăn tiên đan đi, đoán chừng sẽ bị cái này lão bác sĩ trực tiếp đưa vào bệnh viện tâm thần. Thế là ký túc xá cái khác ba người tại cầm hai cái kiện vị tiêu thực phiến về sau, lần nữa dơ lên bụng trướng rất lớn tôn đại sinh về tới ký túc xá đã bác sĩ đều nói không thành vấn đề như vậy cái khác ba người vậy không nói gì thêm lão đại dặn dò một câu vạn năng quan tâm ngữ uống nhiều nóng nước sau lần nữa mang theo hai cái bạn cùng phòng tiến nhập lol thế giới nhìn xem mình đám này không tim không phổi bạn cùng phòng tôn đại sinh khóc không ra nước mắt ai để cho mình tùy tiện loạn ăn cái gì đâu đây chính là hậu quả tôn đại sinh chỉ cầu không nên bị cái này tiên đan cạo chết liền tốt không cầu cái này tiên đan có thể cho mình mang cho nhiều đại năng lực một đêm tôn đại sinh đã không biết cái khác ba người là lúc nào ngủ vậy đồng dạng không biết mình là lúc nào ngủ tóm lại sáng sớm mở mắt ra ta cho thần tiên làm dẫn chương trình bất tài y mỹ nữ đồng hương nghe chọn bộ tại mê truyện audio com ngô vũ chính là tôn đại sinh đồng học kiêm đồng sự còn có đồng hương cái này mỹ nữ đồng hương là tôn đại sinh tại tiệm ăn nhanh nhận biết cứ việc hai người là một cái trong tỉnh người nhưng là tôn đại sinh tới đây kiêm chức về sau mới biết mình lại có như thế một cái mỹ nữ đồng hương với lại ngô vũ vẫn là thanh đại giáo hoa theo đuổi nàng người trọn vẹn có thể đổ đầy một cái hệ có như thế một cái mỹ nữ làm mình đồng sự, cho nên mỗi ngày qua tiệm ăn nhanh làm công thời gian, là tôn đại sinh vui vẻ nhất thời khác. Ba búi tóc đen buộc tại sau lưng, một kiện phổ thông thuần sắc ngắn tay, đơn giản quần sót jean, mộc mạc mà chân thực. Cứ việc không có tận lực cách ăn mặc nhưng là tinh xảo ngũ quan cùng tiểu gia bích ngọc khí chất để ngoại nhân luôn có thể cảm giác phi thường thân cận, thật giống như nhà bên nữ hài. Ngô Vũ gia đình tình huống đồng dạng không thật là tốt, cho nên cũng ở nơi đây kiêm chức nhân viên giao thức ăn. A, à, người này thiên, làm sao cảm giác không đồng dạng? Ngô Vũ đôi mi thanh tú nhíu lại, Hiếu Kỳ vây quanh Tôn Đại Sinh lượn quanh một vòng, lại phát hiện Tôn Đại Sinh vẫn là cái kia Tôn Đại Sinh, nhưng là chỉ là cùng hôm qua thiên khác biệt quần áo mà thôi. Vậy mà để nàng cảm giác cùng biến thành người khác? ngô vũ nhìn một chút tôn đại sinh sáng tỏ bắn ra bốn phía con mắt thâm thúy giống như muốn rơi vào đi lập tức khuôn mặt nhỏ ửng đỏ lộ ra xấu hổ biểu lộ trong lòng lại có chút ngứa nhìn thấy thanh đại nổi danh giáo hoa vậy mà lộ ra loại này thẹn thùng biểu lộ tôn đại sinh cũng là kinh ngạc tận quản hai người bọn họ là đồng hương nhưng là bình thường ngô vũ cũng chính là cùng hắn bình thường đối thoại mà thôi hoàn toàn để cho người ta không có bất kỳ cái gì ý nghĩ nơi đó không đồng dạng mặc dù biết đây là tiên đan mang đến cho mình cải biến nhưng là tôn đại sinh hay là tại biết rõ còn cố hỏi ngô vũ thấp xuống đầu lắc lắc nói một câu không biết sửa sang lại một cái mình tàu điện chuẩn bị cho khách hàng đưa bữa ăn đến đó tôn đại sinh vấn đạo thái hòa số một khu dân cư ngô vũ thanh âm hơi khác thường tựa hồ cũng không tình nguyện thái hòa lầu số một lại là lão già kia tôn đại sinh nhìn chằm chằm ngô vũ đưa bữa ăn dương ngữ khí bất thiện trước mấy thiên thời đợi một cái mập mạp nam từ trung niên tới dùng cơm vậy mà đối ngô vũ mở miệng đùa giỡn nói muốn bao nuôi ngô vũ bao nhiêu tiền cũng không đáng kể bị ngô vũ cự tuyệt về sau gia hỏa này chưa từ bỏ ý định thường xuyên điểm danh để Ngô Vũ Năm cho hắn đưa bữa ăn, nếu như không phải Ngô Vũ đi lời nói, hắn liền khiếu nại Ngô Vũ, lần một lần hai thì cũng thôi đi. Nhưng là lão già này thiên thiên để Ngô Vũ đi Thái Hòa Lầu số một cho hắn đưa bữa ăn, với lại mỗi lần đều ưa thích động thủ động cước, lời như vậy Ngô Vũ sớm tối hội gặp nguy hiểm nhìn thấy ngô vũ nhẹ gật đầu tôn đại sinh quyết định vì chính mình cái này mỹ nữ đồng hương hộ giá hộ tống lần này ta đi chung với ngươi a à, thật ngô vũ kinh ngạc nói tôn đại sinh gật gật đầu trợ giúp ngô vũ ra mặt nguyên nhân kỳ thật cũng không hoàn toàn là tôn đại sinh nhìn xem mình mỹ nữ đồng hương đáng thương khơi dậy hắn đồng tình tâm còn có một nguyên nhân cái này lão sắc quỷ lúc trước bởi vì cho hắn đưa bữa ăn không phải ngô vũ tới nháo sự thời điểm, thanh tôn đại sinh xe đạp cho đẩy ngã, xe lật ra không quan trọng. Nhưng là phía trên cho khách hàng thức ăn nhanh vậy vẩy trên mặt đất trực tiếp dẫn đến mình tiền lương cũng bị chụp. Lên xe, tôn đại sinh vừa nhấc chân, động tác tiêu sái lên mình hai tám xe đạp ngô vũ nhìn xem tôn đại sinh cái này tự cho là hào hai tay xe đạp một mặt buồn bực nói hai chúng ta ngồi cùng một chỗ sao tôn đại sinh chỉ vào ngô vũ nữ tính tiểu xe chạy bằng điện nói ngươi cảm giác đến hai chúng ta sẽ không đem ngươi xe chạy bằng điện đè hỏng sao mau lên xe a nói xong tôn đại sinh không cho ngô vũ phản đối cơ hội trực tiếp thanh ngô vũ thức ăn ngoài đưa bữa ăn dương đặt ở xe giỏ bên trong cứ như vậy, thanh đại thanh thuần giáo hoa mơ mơ hồ hồ lên tôn đại sinh hai tám xe đáp. Các loại trên đường thời điểm, ngô vũ Mỹ nữ cái này mới phản ứng lại đây, vì cái gì cùng đi muốn ngồi một cái xe đáp. Vì cái gì mình không thể cởi mình tàu điện, nhưng mà đã chậm cưỡi xe tôn đại sinh bên trên lộ ra một bộ như hồ ly rảo hoạt tiếu dung, dưới chân đạp tự hành xa hồ hồ sinh phong lúc bắt đầu đợi ngô vũ ngồi ở phía sau còn có chút chú ý nhưng là theo phong từ trên người tôn đại sinh thổi lại đây sen lẫn một loại dị dạng hương khí để ngô vũ tâm tình bình tĩnh lại ngô vũ vẫn luôn phi thường chán ghét những trên thân đó bôi nước hoa nam sinh mà bây giờ trong lòng vậy mà đề không nổi một điểm chán ghét tâm tư tương phản còn có một số hướng tới lắc lắc đầu nghĩ gì thế ngô vũ trong lòng thầm nghĩ mình nay thiên làm sao vậy luôn luôn bị tôn đại sinh mê hoặc đâu chẳng lẽ mình thích hắn làm sao có thể trước kia tại sao không có loại cảm giác này thế nào không thoải mái sao tôn đại sinh cảm giác được đằng sau lắc lư nghi ngờ nói hắn xe đạp bởi vì lúc trước bạn gái cố ý thêm chiều rộng chỗ ngồi phía sau hẳn là phi thường ổn định sẽ không ra hiện không dễ chịu tình huống không có, không có cái gì, rất tốt." Ngô Vũ bối rối nói ra, tốt như chính mình bí mật nhỏ cho Tôn Đại Sinh biết. Tôn Đại Sinh cười cười, tiếp tục đạp mình xe đạp, cứ việc ngồi phía sau một người, nhưng là hắn y nguyên cảm giác vô cùng dễ dàng. Phải biết trước kia hắn mang theo mình bạn gái trước thời điểm 5 phút đồng hồ cũng cảm giác cố hết sức, nhưng là hiện tại hơn 10 phút vẫn không có bất luận cái gì mệt mỏi ý tứ tiên đan quả nhiên là tiên đan a mình thể chất đã cao hơn thường rất nhiều người trên đường đi tôn đại sinh xe phi thường bình ổn không có một tia sóc này lại nhanh lại ổn tại tôn đại sinh tận lực khống chế dưới đơn giản cùng làm xe con không hề khác gì nhau hai người cứ như vậy hưởng thụ lấy một cái nhàn nhã xe đạp thời gian nhưng mà sung sướng thời gian qua luôn luôn rất nhanh hai cái người đi tới thái hòa cư xá lầu số một dưới lầu người ở phía dưới chờ lấy, ta một người đi, cất kỹ mình xe đạp, tôn đại sinh cầm lấy đưa bữa ăn dương nói. Ngô Vũ kiên định lắc đầu, ta đi chung với ngươi. Tôn đại sinh không nói cái gì, cùng Ngô Vũ làm việc với nhau thời điểm, hắn cũng biết Ngô Vũ là một cái phi thường có chủ kiến nữ hài, bằng không bằng vào tốt như vậy tướng mạo. Vậy không lại ở chỗ này đưa bữa ăn. Hai cái người đi tới lầu ba. Bành bành bành. Ai vậy, phòng bên trong truyền đến nam tử trung niên cha ta cho thần tiên làm dẫn chương trình bất tài y giải quyết phiền phức. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com. Đang tại ngô vũ còn không biết phòng bên trong xảy ra chuyện gì thời điểm, một lần nữa bị mở ra, tôn đại sinh một mặt nhẹ nhõm đi ra. Giải quyết về sau nếu là hắn tại dám quấy rối ngươi, ngươi liền gọi cú điện thoại này, tôn đại sinh đi sau khi đi ra, cho ngô vũ một tấm danh thiếp. Ngô Vũ nhìn xem trên tay mình danh thiếp, không rõ ràng cho lắm. Đây là cái gì, lão bà hắn danh thiếp? Ngô Vũ sửng sốt, có cái này danh thiếp, đơn giản cùng vũ khí hạt nhân không hề khác gì nhau a. À. Nếu để cho cái này, cái nam lão nhân bà biết ra hỏa này muốn bao sinh viên, khẳng định gia đình sinh hoạt không thật là tốt qua. Người không sao chứ, Ngô Vũ quan tâm vấn đạo nàng ở ngoài cửa mặt nghe được động tĩnh liền hiểu tôn đại sinh tại bên trong làm gì bất quá tôn đại sinh nhìn cũng không có chuyện gì với lại còn chưa đã ngứa hắn lúc nào biến như thế dũng mãnh ngô vũ trong lòng nghi ngờ không có việc gì tốt chúng ta đi thôi đoán chừng hắn về sau vĩnh viễn không dám ở quấy rối ngươi tôn đại sinh quay người về sau có ngây ngẩn cả người lại lật thân gõ cửa người lại tới làm gì, bên trong lão nam nhân phát ra e ngại thanh âm. Thức ăn nhanh phí, tôn đại sinh sau khi nói xong, môn cấp tốc mở ra, trước đó nam nhân đỉnh lấy mắt xanh vòng mở cửa ra một đường nhỏ, đưa ra tới một chương mau ra ra về sau, nói câu không cần tìm, cấp tốc đóng cửa lại. Rất hào phóng nha, nhiều như vậy tốt, thế giới vẫn là rất tốt đẹp mà tôn đại sinh đem tiền lần nữa nhét vào ngô vũ trong tay. Cảm ơn ngươi. Ngô Vũ đến bây giờ mới hậu chi hậu giác, minh bạch tôn đại sinh trợ giúp mình một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải quyết cái này đại phiền toái. Nguyên bản nàng đã chuẩn bị từ chức, cứ việc dù sao một mực bị quấy nhiễu lời nói, làm một cái nữ sinh thật là vô cùng nguy hiểm, nhưng là nàng có không nỡ mình thật vất vả tìm tới kiêm trước. Hiện tại tốt, nàng không nghĩ tới tôn đại sinh vừa xuất mã liền giải quyết cái phiền toái này. Tôn đại sinh ha ha một cười tiện tay mà thôi mà thôi, đi dẹp đường hồi phủ. Đối với Tôn Đại Sinh tới nói, đây đúng là tiện tay mà thôi, nếu như là không ăn tiên đan lời nói, hắn còn được thật tốt ước lượng đo một cái đối diện thể trạng. Nhưng là đi qua luyện thể tiên đan rèn luyện, bây giờ đối phó dạng này một cái bình thường nam nhân lời nói, đơn giản dễ như trở bàn tay. Tôn Đại Sinh biện pháp đơn giản thô bạo, đối phó dạng này gã bỉ ổi người, nên dạng này để hắn hung hăng nhận giáo huấn, lời như vậy mới hội vĩnh viễn gãy mất hắn suy nghĩ. Tại đối phó cái này nam nhân thời điểm, Tôn Đại Sinh phát phát hiện mình tốc độ phản ứng vậy so trước kia nhanh không biết là gấp bao nhiêu lần, nam nhân một lần đều không có đụng phải mình góc áo. Ta cho thần tiên làm dẫn chương trình bất tài y tam thái tử tiên hữu nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com lão tam lưu tuấn dương nhìn xem tôn đại sinh siêu nhanh thao tác thần cấp phản ứng nơi đó còn là một cái thái điểu đơn giản sánh vai tay còn cao thủ a à. lý tường cùng thái thạc đồng dạng kinh ngạc tột đỉnh lão tứ là ngươi sao lúc nào trở nên nghiêu như vậy dựng lên sờ mắt hồi toàn cước đều dùng như thế trôi chảy con mắt ta đều không có bên trên Lưu Tuấn Dương trong tay quần đều quên sách, siết trong tay cả kinh nói: Phải biết vài ngày trước tôn đại sinh mù tăng đại chiêu quả thực là chăm sóc người bị thương chân a, à, bây giờ lại biến thành hoàng phi hồng vô ảnh cước biến hóa này có chút lớn a. À. Thật giống như hôm qua thiên một người vẫn là tên ăn mày cách ăn mặc, bây giờ thiên gặp lại thời điểm lại trở thành một cái một triệu phú ông. Cái này lực dung động thật là so hồng thủy còn tới hung mãnh tôn đại sinh nhếch miệng một cười. Trước kia ta chỉ là không có trạng thái, nay thiên mới tìm được mình trạng thái, cho nên mới tiểu bộc lộ tài năng, thế nào? Không có dọa sợ chứ, dựa vào. Lưu Tuấn Dương không khách khí chút nào trở về hắn một ngón giữa. Người trước đó một năm đều không có tìm được trạng thái. Ta nhìn trước kia ngươi rất tại trạng thái, hôm nay là không có trạng thái đi, quả thực là mèo mù gặp cá rán, tôn đại sinh trả lời.